Chào các bác đang xem livestream của xưởng gỗ Quang Vinh. Hôm nay xưởng gỗ Quang Vinh có 4 tác phẩm ngựa vừa mới hoàn thiện xong. Nhà sẽ livestream luôn cho các bác để các bác có thể thưởng thức được vẻ đẹp của tác phẩm. Nếu các bác yêu thích tác phẩm thì cứ để lại tên và số điện thoại. Bên em sẽ gọi điện tư vấn trực tiếp cho các bác nhé. Vừa mới hoàn thiện xong, chất liệu là gỗ chắc đỏ đen liền khối các bác nhé. Tác phẩm này có kích thước là cao 76 phân, ngang 55 và sâu 33 phân các bác nhé. Tác phẩm này là gỗ chắc đỏ đen liền khối. Tác phẩm này bên em chỉ chắc một chút không đáng kể ở chỗ cây tùng thôi. Nên các bác yêu thích tác phẩm thì cứ để lại tên và số điện thoại. Tác phẩm này báo giá cho các bác là 12 triệu. Nhưng mà trên livestream ngày hôm nay bên em chỉ bán cho các bác với giá là 11 triệu 500 thôi các bác nhá. Tác phẩm này bao vận chuyển toàn quốc. Các bác yêu thích thì có thể lại tên và số điện thoại, bên em sẽ tư vấn trực tiếp cho các bác. Đây là một tác phẩm ngựa nhất mã gỗ chắc đỏ đen rất là đẹp. Màu gỗ tự nhiên, diện mặt thần thái đều được nghệ nhân bên em đục rất là tinh tế và có hồn. Một tác phẩm cực kỳ là đẹp. Để tìm được một khối gỗ to và đặc ruột dày như thế này, bên em đã mất rất là nhiều thời gian. Và đây là một tác phẩm hoàn toàn liền khối các bác nhé. Phần đế là một khối gỗ dày rất là đặc. Tác phẩm chỉ chắc một chút ở cây tùng thôi, bản chất không đáng kể. Tác phẩm màu gỗ rất là tự nhiên. Đẹp nhất của tác phẩm này là màu sắc gỗ cực kỳ tự nhiên. Diện mặt thần thái và dáng thế của chú ngựa đều rất là phiêu và rất là đẹp. Tác phẩm có giá là 12 triệu nhưng mà trên livestream ngày hôm nay thì bán cho các bác với giá là 11 triệu 500. Bao vận chuyển toàn quốc các bác nhé. Màu gỗ rất là tự nhiên, gỗ chắc đỏ đen liền khối. Tác phẩm đục tứ diện cho nên là dù nhìn ở góc độ nào thì cũng rất là đẹp và chân thật. Các bác có thể thấy là phần diện mặt của chú ngựa được nghệ nhân đục cực kỳ là kỹ lưỡng và tinh tế. Nét mặt rất là có hồn. Phần hồng mao đục cực kỳ bay bổng. Các bác có thể thấy là phần hồng mao trông như là mao của chú ngựa thật. Các nét đục cực kỳ là bay bổng. Phải rất là chi tiết thì mới có thể đục nên một tác phẩm sắc nét như thế này. Tác phẩm này có giá là 11 triệu 500 nghìn đồng các bác nhé. Bao vận chuyển toàn quốc cho các bác. Tác phẩm cao 76, ngang 55 và sâu 33 phân. Diện mặt các bác có thể thấy là phần diện mặt và cơ mặt được đục cực kỳ là tinh tế. Đôi mắt rất là có hồn. Phần bờm ngựa, phần đôi tai trông rất là thông minh. Các nét đục thì tỉ mỉ và mềm mại. Màu gỗ rất là đẹp, từng các bác có thể thấy là phần móng vuốt, phần móng ngựa được nghệ nhân đục rất là tinh tế. Dáng ngựa đôi chân rất là tự nhiên, dáng rất là phiêu, thế đứng cực kỳ là bay bổng. Một tác phẩm được chế tác hoàn toàn bằng tay. Hàng được tuyển chọn các bác có thể thấy là phần thân và phần đuôi. Phần đuôi và phần hồng mao cực kỳ là bay bổng, dáng chân thì cực kỳ là cứng cáp và vững chãi. Chú ngựa đang phi các bác nhé. Phần đuôi được đục cực kỳ và sắc tỉ mỉ và mềm mại. Phần đuôi được đục rất là tinh tế như là đuôi của một chú ngựa thật. Phần chân thế đứng rất là mạnh mẽ. Màu sắc rất là tự nhiên. Chất liệu là gỗ chắc đỏ đen liền khối. Các bạn có thể thấy là phần thân chú ngựa này, từng đường nét phần thân, phần cơ bắp, các nét đục đều như thật.
có giá bán là 12 triệu. Nhưng mà trên live stream ngày hôm nay thì báo giá cho các bác là 11 triệu 500 các bác nhé. Tác phẩm hoàn toàn liền khối, gỗ chắc đỏ đen liền khối. Tác phẩm nhìn toàn diện thế đứng rất là phiêu. Một tác phẩm cực kỳ đẹp. Tác phẩm này bên em chỉ chắc một chút ở cây tùng thôi, bên chắc không đáng kể các bác nhá. Rồi. Một tác phẩm không những có ý nghĩa về phong thủy mà còn có ý nghĩa về giá trị thẩm mỹ. Các bác bày tác phẩm này ở, các bác có thể bày tác phẩm này ở phòng khách, bàn trà hay là bày ở công ty, bàn làm việc đều rất là đẹp. Ngựa là biểu tượng của sự kiên nhẫn, bền bỉ, một con vật mang lại may mắn tài lộc, nên các bác muốn đặt tác phẩm này ở trong nhà hay là bất cứ đâu đều mang đến giá trị phong thủy rất là tốt. Tác phẩm đục sắc nét và được tuyển chọn một khối gỗ rất là đặc và dày. Tác phẩm này có kích thước là cao 67 phân, ngang 55 và sâu 33 phân. Có giá bán là 11 triệu 500 và bao vận chuyển toàn quốc. Tác phẩm này đẹp nhất là màu gỗ, nên các bác có thể thấy là màu sắc gỗ chắc đỏ đen rất là tự nhiên. Màu đen óng ánh rất là đẹp. Ngựa đang ở tư thế phi, phi về phía trước, có ý nghĩa là mã đáo thành công. Hiện nay ngựa đơn rất là được ưa chuộng của xưởng gỗ Quang Vinh và được bên em bán rất là nhiều. Hình ảnh ngựa mã đáo thành công đem lại tài lộc và sự thành công, mang đến rất là nhiều ý nghĩa về thăng tiến và tiền tài. Một tác phẩm rất là có giá trị về thẩm mỹ và phong thủy. Tác phẩm có giá là 11 triệu 500 nghìn đồng các bác nhé. Lên tiếp cho các bác tác phẩm song mã gỗ hương. Các sản phẩm ở bên em mỗi ngày đều được hoàn thiện rất là nhiều, cho nên là mỗi tác phẩm kích thước và thế đứng và chất liệu đều không giống nhau. Nên là các bác có thể, nếu các bác yêu thích thì hãy để lại tên và số điện thoại, bên em sẽ liên hệ cho các bác để tư vấn và gửi hình ảnh cho các bác. Đây là tác phẩm ngựa gỗ hương song mã, chất liệu là gỗ hương liền khối các bác nhé. Chất liệu là gỗ hương liền khối, tác phẩm này cũng liền khối và một khối gỗ rất là dày và rất là đặc. Tác phẩm này có kích thước là cao 47 phân, ngang 34 và sâu 17 phân. Có giá bán là 3 triệu 800 nghìn đồng, nhưng mà ở livestream hôm nay thì báo giá cho các bác là 3 triệu 500 nghìn đồng, bao vận chuyển toàn quốc. Tác phẩm ngựa song mã có thể đứng rất là phiêu và rất là đẹp, một khối gỗ liền, màu sắc vân gỗ cực kỳ đẹp và hoàn hảo. Tác phẩm này ở phần đế còn có đá tự nhiên, đá phong thủy tự nhiên, một tác phẩm rất là ý nghĩa. Đây là một khối gỗ dày và rất là già thì vân gỗ mới đẹp. Và màu sắc tự nhiên như thế này, các bác quay sát hơn để các bác có thể thấy được phần vân gỗ. Vân gỗ rất là tự nhiên này, các đường xoáy rất là đẹp các bác có thể thấy. Gỗ già, vân gỗ lông chuột rất là quý hiếm và rất là già, một khối gỗ già và có đá tự nhiên ở đế các bác nhá. Đây là một tác phẩm rất là nặng. Khối gỗ đặc ruột. Tác phẩm đục kỹ ngựa uyên ương gỗ hương, có đá phong thủy. Một tác phẩm làm bằng chất liệu gỗ già rất là đẹp. Các bác có thể thấy là thế của hai chú ngựa uyên ương rất là bay bổng, định nhân bên em đục cực kỳ là bay bổng và đẹp. Ngựa là biểu tượng cho vận may và tài lộc, nên các bác yêu thích tác phẩm này hãy để lại tên và số điện thoại, bên em sẽ gửi hình ảnh cho các bác chiêm ngưỡng rõ hơn. Hình ảnh song mã còn là đại diện cho sự thành công, giàu sang và sung túc, một tác phẩm rất là nhiều giá trị phong thủy. Quay sát hơn một chút các bác có thể thấy là phần móng ngựa được nghệ nhân bên em đục rất là tinh tế, như là móng ngựa thật các bác nhé. Hai chú ngựa song mã đang phi, thế đứng cực kỳ phiêu này. Phần
các bác có thể thấy là phần hồng mao và phần đuôi được nghệ nhân đục cực kỳ là bay bổng, các nét đục mỏng manh tinh tế. Hình ảnh song mã mang ý nghĩa là song mã tài lộc, mang đến sự hòa hợp và hài hòa trong phong thủy. Các bác nào ở Hà Nội mà muốn qua trực tiếp cửa hàng bên em để chiêm ngưỡng các tác phẩm thì có thể đến địa chỉ là số 4, dãy B2, shop house Tố Hữu Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội các bác nhé. Cửa hàng xưởng gỗ Quang Vinh ở gần ngã tư Vạn Phúc. Nếu các bác nào yêu thích tác phẩm mà muốn tận
chú ngựa đứng được vững chắc hơn. Phần thân này các bác có thể thấy là phần thân uốn lượn như là một chú ngựa thật đang phi nhá. Phần cơ bắp này gồng lên rất là chắc chắn, được nghệ nhân được cực kỳ tinh tế và vân mẫu rất là đẹp. Đây phần móng vuốt này, các bác có thể thấy phần móng ngựa này. Tác phẩm này có giá là 3.200.000 đồng. Nhưng mà trên livestream thì báo giá cho các bác là 3.000.000 đồng. Tác phẩm cao 51, ngang 45 và sâu 18 phân. Phần ngựa là liền khối hoàn toàn các bác nhé, không hề chắc ghép. Một tác phẩm xưởng gỗ Quang Vinh bán rất là chạy. Ngựa phi luôn là biểu tượng được rất là ưa chuộng vì hình ảnh ngựa phi đem lại nguồn ý nghĩa là đem lại nguồn tài lộc phát đạt trong kinh doanh và mang đến giá trị thẩm mỹ cho tác phẩm và giá trị phong thủy nếu như các bác bày ở trong nhà hay bày ở trong phòng khách, bàn trà, bày ở công ty thì đều mang đến giá trị thẩm mỹ và mang đến sự sang trọng cho không gian mà các bác bày tác phẩm. Một tác phẩm được tứ diện thế đứng cực kỳ phiêu, thế đứng rất là bay các bác nhé. Các bác có thể thấy là phần diện mặt của chú ngựa này, phần thân này cực kỳ là bay bổng, phần diện mặt này đục nghệ nhân bên sử Ngô Quang Vinh đục rất là có hồn. Các bác nào yêu thích tác phẩm thì có thể đến trực tiếp cửa hàng bên em ở số 4 dãy B2 Shop House, Tố Hữu Vạn Phúc Hà Đông Hà Nội để tận mắt chiêm ngưỡng các tác phẩm các bác nhé. Một tác phẩm màu gỗ cực kỳ đẹp. Quay các bác xem các góc cạnh khác của tác phẩm. Dù nhìn ở góc độ nào thì thế đứng rất là phiêu. Phần dáng của chú ngựa rất là đẹp các bác nhé, thể đứng cực kỳ là bay bổng. Mỗi tác phẩm thì đều được nghệ nhân đục nên một thế đứng khác nhau và đều các tác phẩm đều rất là có hồn và rất là sống động. Tác phẩm này báo giá cho các bác là 3.000.000 đồng. Các bác nào yêu thích tác phẩm này hay là các bác nào tuổi ngựa thì không nên bỏ qua các tác phẩm này các bác nhé. Tác phẩm này có giá là 3.200.000 đồng nhưng mà trên livestream thì báo giá cho các bác là 3.000.000. Chất liệu là gỗ hương liền khối, chỉ chắc một chút ở phần đế này thôi, chắc không đáng kể. Tác phẩm này là gỗ hương ta liền khối này, ngựa nhất mã. Tác phẩm này có giá là 3.800.000 đồng nhưng mà trên livestream thì giảm giá cho các bác còn 3.500.000 đồng. Cao 47, ngang 34 và sâu 17 phân. Gỗ hương ta hoàn toàn liền khối, không hề chắc ghép. Tác phẩm này là ngựa song mã. Phần đế là đá tự nhiên. Phần đế có ống đá tự nhiên. Tác phẩm cao 80, ngang 43 và sâu 38 phân. Có giá bán là 9.500.000 đồng. Nhưng mà trên livestream hôm nay thì cũng giảm giá cho các bác còn 9.200.000 đồng. Tác phẩm ngựa song mã uyên ương rất là đẹp. Vân gỗ này rất là tinh tế và rất là đẹp. Phần đế này ôm đá tự nhiên, một khối gỗ đắc ruột liền khối hoàn toàn nhá, rất là nặng. Và phần gỗ già, đây là một khúc gỗ rất là già, đây là một phần gỗ đẹp như thế này. Tác phẩm ngựa gỗ chắc, cao 76, ngang 55 và sâu 33 phân. Có giá bán là 12.000.000 nhưng mà trên livestream thì báo giá cho các bác là 11.500.000 đồng. Hoàn toàn liền khối, chỉ chắc một chút ở phần cây tùng thôi, không đáng kể các bác nhá. Bốn tác phẩm đều rất là đẹp, các bác yêu thích tác phẩm nào thì hãy liên hệ hoặc là để lại tên số điện thoại, gọi điện trực tiếp nên em sẽ báo giá cho các bác và gửi hình ảnh để các bác có thể chiêm ngưỡng rõ nét hơn tác phẩm. Cảm ơn các bác đã xem livestream của xưởng gỗ Quang Vinh. Xin chào tất cả các bác.